cơm nè. Tôm nước kìa, tôm nước kìa. Cơm nè, 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 nè. Ôi trời. Trời ơi, mẹ ơi. Con nó kìa, con nó kìa. Kìa, đâu? Nó ngay trời ơi, nó lắc luôn á. Ôi trời, trời, trời. Ôi, bự quá cả nhà. Ôi, ôi. Trời ơi, bún dữ à. Im, im. Phi nè. Phi cả nhà. Vô mày, đây con phi nè. Ở cái lóc nè. Đâu, đâu. Thôi, thôi, thôi. Thầy chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tê Tài Vlog nha. Thì cho thầy chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì hôm nay thì hai chồng bữa hổm đi giăng lưới á cả nhà, thấy cái mương này quá trời đã luôn. Bữa nay quyết định là hai chồng là phải tát cái mương này luôn. Cái mương này mương dừa cả nhà, cũng dài lắm. Dài nhưng mà ở trong cuối cùng đó à, nó có sâu. Cái hủng nó có cái bún á, rồi lá dừa nó gớt dưới nó chắc ở dưới, chắc đóng dưới. Không biết có tôm tép gì không thì tát thử. Anh có mấy cái gì? Cái đó là gông kêu đó. Kêu bằng gông. À, đó hay tép hay ở lắm. Gông nuôi chồn với cá đó. Đây thì tát đều có chuẩn bị cái xô với cái gỗ cái thao nhiêu thôi. Đây cà nước đá đem theo uống nha. Một mương này chắc không không cạn nổi anh. Cùng nước đây là nha, lấy sức càng xuống tát mới nổi cái mương này nha. Đây mương. Cái... này chắc tè mò dồn quá, giờ này nước cũng lớn rồi. Mình được kêu nãy giờ quá trời luôn, được kêu nước lớn rồi. Nhưng mà tát hết mương này thì sao không kịp á cả nhà. Tè mò này cạn thúc rồi. Nước gồng nó mau, mau lớn lắm. Mà cả nhà. Nó gần gồng mình mới đi được, tại vì mình đi sớm quá, nước chỉ lắm. Uống nước cái đi sức khỏe em ơi. Thầy mời cả nhà uống nước tèo nha. Uống trà đá cả nhà ơi. Nè, uống miếng nè. Đổ xăng. Đổ xăng mới được, đổ xăng mới chạy nổi mương này. Phía đằng đó cả nhà. Phía đằng đó là tàu dừa. Tàu dừa nó rụng dữ lắm như này nè. Nó chắc đóng đóng như này. Mấy mương này thì mấy mương kia nó cạn nha. Chỉ có mương này sâu thôi. Mương này thì chủ vườn người ta là người ta không có đậy bọng, nước ra nước vô. Nên là tèo nghĩ chắc có tép có cá nó vô rồi nó gom qua nè. Khúc này ấm lắm, tèo dồn ở đây, tèo tát khúc này. Rồi em ơi, anh xuống anh mò khúc này coi. Mò đuổi đó. Ừ, mò dồn vô. Ừ, mò đuổi đó. Cái gông này thường thường này, gông này là có hay có tôm. Mương mà có gông này hay có tôm. Khúc này cạn quá chắc nó gom rồi. Nãy giờ tao ngồi tao đụng tép nhóc luôn mà bắt được bún. Nước nhiều quá. Bún dừa, bún dừa nhiều lắm. Mình có tép với có cá mình tát mình bắt mới hết cả nhà. Còn nếu mà mình xúc mình quậy chỉ có tép nổi thôi, cám dừa mình bắt không được đâu. Mới đụng cám dừa mới tiêu. Mưa được có ốc không à? Có quắn. Quắn hả? Mò đụng một quắn. Thấy có trứng ốc bu kìa. Mò không đụng. Có ốc quắn mà nó không có đeo tàu dừa chắc không có nhiều đó ha. Chừng nào mà đeo tàu dừa về về á, mấy mưa nó có nhiều. Cái mương này sâu quá cả nhà, cấp bờ lâu quá. Ở dưới này cây không mà móc sình cũng khó nữa. Tính sình nhiều mà về cây ha. Cây ở dưới quá trời luôn mà móc, khó móc. Tại vì vườn dừa cho nên người ta không có dọn để làm gì cả nhà. Người ta bỏ luôn á. Rụng lá xuống cái nó gớt xuống mương cái người ta để luôn. Móc. Em biết sao tôi ít móc sình nè, tại vì gác dưới nha, cây dưới nhiều á. Khó móc. Móc khó. Hôm nay ông xã Nguyệt làm có bẩn chà bá luôn cả nhà. Bẩn cho thiệt, cứng luôn ở nhà đây nữa chừng nó bể cái. Chết luôn á. Cắt ngang lớp này nữa là tát được rồi đó. Xong hồi cho em chợ giúp anh tát anh ơi, mương này sâu lắm. Rồi, xong. Tát cả nhà ơi.
tát gần cạn cả nhà ơi. Mệt quá. Mệt quá, nguyệt dục cứ thao luôn. Mệt quá, trời đuối gặm tao hết nổi dục luôn. Cá lồng tông quá trời luôn. Cũng gần cạn rồi cả nhà. Đông đá quá trời luôn. Thấy động dữ lắm á cả nhà ơi. Cái gì? Nước trong sông. Nó ngào. Chiếc hàng đó là tàu dừa không. Cái này nó có hai khớp đó cả nhà. Trên tới đây nó gần cạn nè, rồi qua đó dũng sông. Cái này chắc là ngăn lại. Cái tôm nè. Hả? Tôm. Tôm hả? Có tôm hả? Ui, có tôm chạy. Đù, được một con tôm cả nhà ơi. Anh rửa bún chưa? Không có đâu. Chứ đâu có gì đâu, đựng cái xô nó tát lại. Cho ông tôm bày á. Thì nãy không lấy gì theo đựng riêng cả nhà. Tính tát rồi lấy cái xô đựng á. Anh tính đắp này lại hả? Đắp ngang nè. Em lại em rút cái tàu dừa lên cho nó. Chứ để nó chảy xuống hoài à, nó lâu lắm. Thầm chắc luôn thôi. Phút nào có phút. Cái cá vậy? Cá gầm. Cái nhẹ này cứ ngắt luôn à. Cả ngay cả nhà. Mình lên cho đùa cá xuống. Trước tiên mình đùa cá thằng Tông trước đi. Rồi mò mò ra cả đằng sau. Thằng Tông bự không à. Hai là con này. Nguyên một bầy cá hồng tông nó ở dồn á. Đùa gì nè. Cá hồng tông thì nó không có chuối nha cả nhà. Đùa gì đã đi hết trơn. Con nào sót lại thì nó đụng sao. Cá gì đây? Uống dừa. Uống dừa. Chả nữa. Mình có hồng tông ra tèo mê vậy đó. Cá gì sình ngạt gỗ. Cũng nhiều lắm em. Ừ. Thông nhiều. Nguyên bậy luôn. Trên này còn nữa đó, anh lùa hết rồi. Nãy bún bún này nè. Ừ. Nãy đang tát mệt giờ hết mệt anh. Hết mệt rồi, cạn rồi, hết mệt rồi. Lúng cái chợ điền cái vợ lúng tới đầu gối. Wow, cá hồng tôm cả nhà. Được con tôm nè. Ê, gớt ngoài nữa. Cá hồng tôm còn ở ngoài quá trời luôn. Để mình lựa đi. Đường hồ quay lại thắt á. Cách sạch. Bắt cá hồng tôm bự rồi. Còn mỗi bự kia. Cắt cốc. Tôi lựa cá hồng tôm bự rồi nha cả nhà. Còn cá nhỏ nhỏ tôi thả lại hết. Cái chặt ô, cái chặt có tạc. Chặt không bắt, em tâm lóng. Cái gì mà, cái hồng tông nhỏ không à, hồng tông bự ít. Thấy nguyên bầy luôn ha. Bầy mà cá nhỏ nhiều. Còn thả lại cả nhà ơi. Mình có tàu mò lại. Lùa xong rồi giờ mò. Phút này thấy lặn hâm à. Chắc này dồn lên trên nữa. Đây khúc này hơi cạn á cả nhà. Đằng kia sâu hơn. Cá đồng tông này nó có chỉ đi lớn nha cả nhà. Đồng tông này nó đâu có bự. Có nhỏ hơn cỡ đó thì có, chứ lớn hơn nữa thì không có. Tiếp tục tới khúc này nữa cả nhà. Không biết có gì không luôn á. Được mấy cá đồng tông nè cả nhà. Khúc này thấy nó gô trơn mà nguyên bài đồng tông. Không có là bữa nay ăn muốn què. Tự nhiên nó hết mệt giờ bắt có mấy con cái mệt lại. Mệt lại rồi. Để coi. Rồi nhiều khi cá bự cái nhà nó mới dồn lên trên này nè. Động là nó dồn à. Còn cá đồng tông thì nó đi theo nước. Ừ, cá lóc nè. Hả? Cá lóc. Lóc. Lóc cũng được. Ô, lóc bao nhiêu nuôi. Đây một con cá lóc nhỏ. Rồi vô thao luôn. Bỏ vô xô luôn. Con vừa nó chén về nó nhóc cho nó vừa không được. Nó hết da rồi cả nó. Hết da mất lỗ tá. Con cá nhà này nè.
cá lóc. Khúc này mới là khúc quan trọng nha cả nhà. Khúc này là khúc hồi hộp. Nè sao nè. Thắng là bại gì là do khúc này nè. Xô nè, có cá bỏ vô luôn. Thắng là bại gì là khúc này á. Đem lên trên đây có gì không nè. Thấy nó quậy động quá trời. Anh ơi, anh thấy con tôm kìa anh ơi. Ừ kìa. Để mình bắt kìa. Trời. Nó thấy cái nó về về không, không đi tới nè. Chính bữa nay là khác rồi chứ. Ôi trời ơi, má ơi, đù một con tôm. Được con tôm. Ấy, đúng quá trời anh rồi. Dính rồi. Cả nhà. Được tôm, gãy càng luôn, người bắt bắt chắp gãy càng luôn. Tôm nhìn thấy gặt không luôn à. Bỏ vô. Bà lý rồi nè. Thấy tôm mê đó anh ơi. Tôm có lắm à. Tôm bị không. Tôm còn nữa hả? Còn. Tôm nghĩ cái nào ở trong cái bún sâu này nè. Ê nãy giờ nè, yên cái vậy? Ở lâu năm á. Ở đâu? Đó. Thấy không? À, đó hả? Ừ. Không biết nữa. Cá giống cá phi của anh ơi. Dạ. Ừ. Anh em phát hiện có tôm nó gì kìa anh ơi. Tôm à. Ừ. Cả nhà thấy không cả nhà? Đây nè cả nhà ơi. Đang lội nè cả nhà. Lú gâu nhóc luôn anh ơi. Không biết nhiêu mà nhóc luôn kìa. Kè xuống cá phi nữa kìa. Cá phi nữa kìa. Chạy nó lại cho nó xuống gỗ đi. Nghe ổ rồi cả nhà. Đây nghe ổ rồi. Tôm nữa, tôm nữa. Mê tôm, dính tôm nè cả nhà ơi. Ây da, ây da. Bốn chúng cái đuôi cũng đau nè. Nãy em bắt chắp nè, rụng cạn luôn. Ây da. Ôi tép 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 bạc. Chụp con tôm. Ôi tôm nữa nè. Đã quá anh ơi. Khỏe lại đó nè. Thấy con tôm khỏe rồi. Khỏe gà cái nhà. Ừ. Thì kìa tôm các bạn lú gâu đó. Đâu có thấy đâu. Kìa gà dũng kìa ừ đó đó. Mới đây. Đó. Có cá. À có ốc nữa anh ơi. Ốc này hả? Nè ốc bu nè. Rồi ốc bu trên đây đi. Hết luôn. Này chắc nguyên dòng họ hay gì nè. 4-5 con luôn. Nhỏ có bự luôn. Anh thấy con tôm nè anh ơi. Để cái đâu kìa. Cả nhà thấy không? Nó con tôm đó. Giờ coi để chụp nó nha. Ồ. Trời có năng khiếu bắt tôm sợ vậy. Bắt cái dính. Sướng nha cả nhà. Người tới không được bắt. Chẳng rồi đó. Trên đó thấy có cái gù phi đi. Cái con tôm lú gâu kìa. 2-3 con luôn kìa. Dạ. Cái gồm đó. Ừ. Chặt bự không. Anh coi trong cái trái dừa này có cái dừa không anh? Này cho nó thông đó. Này hả? Trái dừa có. Hay là ra. Bắt là có gì nữa không? Nè tôm nè. Này nghe nghe ổ tôm. Uống xịt lên máy luôn bây giờ, bắt chấp luôn. Quá trời đã. Rồi cạn rồi. Thấy em mới nhà ơi. Rút xuống chút nữa đi. Có cá phi á, nãy giờ nó chui xuống hả? Phi nè. Ừ. Nãy thấy có lưng cá phi. Đây còn tôm nữa nè. Đâu nữa? Nè. Trong đó đó hả? Nè. Ô cái nhà ơi. Tôm có gạch vàng luôn. Cá sạc lên cá phi luôn. Ô. Con. Ba con nằm chỗ rồi nha. Dạ. Tôm xong bút mạnh. Búng cái đuôi nó vô tay cái. Kìa tôm kìa. Nghe máy nhỏ. Đâu? Trời đây nè trời. Người tưởng là hết rồi cả nhà. Còn con nữa gì kìa. Tưởng đâu hết rồi chứ còn nữa. Râu nè. À được con tôm nữa nè. Rồi rớt rồi. Đây con dính này. Vô rồi nghe vô rồi. Vô mánh này. Mày ổ tôm luôn rồi. Đó phải cá phi không anh? À, đó cá phi, Hai ba con luôn. Ồ. Nghe ổ tôm với cá phi. Một lần mà dính hai con luôn. Kìa còn nó còn cá phi nữa kìa. Quậy nha. Quậy nha đó. Dùng nó ở đó đó. Ổ. Anh tát nữa không? Anh bắt luôn đi. Hả? Ừ. Anh bắt luôn đi. Anh ăn con tôm kìa, tôm kìa. Nó. Đây con nè. Nghe ổ tôm mày. Quá trời đã cả nhà ơi. Ây da.
Hôm nay về hai bé, chắc mừng vui lắm đây. Tắt thương thương cái nữa đi, cho nó tạm cái đi rồi đùa. Cái còn đây tôm nữa nè. Đâu? Nè. Ủa, có tôm nữa hả? Nè. Nãy giờ mình bắt mấy nè, con nè. Rồi đó. Nè. Wow. Im im mà. Phi nè. Phi cái nhà. Vô mày, đây con phi nè. Đây cá lóc nè. Đâu? Đâu? Nè. Thôi thôi thôi. Trời, cả nhà nhìn thấy không? Nè, con cá lóc nằm im luôn nè. Biết nha, không có đường chạy luôn rồi. Trời trời. Ơi. Biết cái này tôi mạng rồi, nộp mạng luôn rồi cả nhà. Đây con phi nè. Vô. Wow. Chụp môi hình cái. Ây da. Chừng gớt cá lóc à. Chúng được con cá lóc luôn. Đâu để em dập trên đây còn nữa không? Nước mới chết á. Đùa đùa cá lồng tôm cái đi. Ê tôm. Tôm, tôm, được nè. Một con tôm nữa. Nè. Đem lấy cái thùng xích lại chút. Mày xuống là lúng tới đầu gối luôn, hết đi đâu được luôn. Bự nè. Mấy cái thật hết hồn luôn. Rồi cái sập con năm. Mò kêu có còn cá lóc không? Tao mò gì nè, đùa gì con hồn mình nó mò lại. Cho cá lồng tông nó xuống dưới cái đi. Cá lóc thường nó ăn cặp á. Nhưng mà nếu mình nếu mà nó hay thì nó trốn mất tiêu thì mình bắt không dính gì cả nha. Thì mình nghĩ là vậy đó. Cho nên mình mò đi. Nếu bắt dính thì đúng dính. Con tôm nè. Hả? Nè, tôm nè. Ồ, một con tôm. Được nhiều rồi nè cả nhà ơi. Wow. Vô rồi. Trúng mánh lớn. Rồi, cái này để đây đi. Để anh mò hả? Mò. Mò đi. Một con cá lồng tông. Hôm nay lấy tôm ha, mới trời cái máy điện thoại nó văng nó dính sình. Cái con ê ê cá gì? Hả? Hả? Cá gì? Hả? Ồ cá chê cả nhà ơi. Cái gì? Trời cái này mà không thấy mà đạp một cái á ha. Cả nhà. Ồ cá chê cả nhà. Đừng con cá chê, cái này cá chê dừa không? Chê trắng. Cái trắng thưởng ở dừa đó. Cái này không thấy mà đạp vô cái gai nó một cái rồi bữa nay khỏi mà ăn luôn. Cái mương này đỡ một cái là nó cũng không có lúng đó nha. Cho nên con cá nó chúi không có sâu. Hôm nay cá lóc thì nó ngoan, cá chê thì nó chúi ha. Không, cá lóc tại nó có cái lỗ đó, nó trốn đó chứ. Dạ, nó trốn. Nó có cái tàu dừa đậy lại á. Dẹt ra anh thấy á. Nếu nhiều khi mình không biết mình mò dưới không thì nó trên nó trốn được ha. Trốn hay lắm. Như gặp em không dẹt đâu. Đấy, mò đây dưới. Nè. Cái gì? Nè. Ủa cái gì? Ui cái lóc cả nhà. Ui đã vậy. Trời ơi trốn nữa rồi. Không, này cặp rồi đó. Nãy con má này đó. Con kia nằm đấy nè. Ờ. Trốn khéo ha, trốn trong trái dừa ha. Cái đó mình sơ ý á. Lụm trái dừa dục lên thì rồi vậy. Không có dừa nè. Gặp tèo thì khỏi trốn được với tèo luôn. Tèo vét sạch mương luôn. Cái dừa nhỏ nhỏ mà. Bữa hổm mình thấy thì cái vũng này đâu có nước dữ vậy ha. Mấy vùng kia nước là hầu như nó gom cá ở đây luôn. Nó cái gì anh? Cái sạch cái gì? Rồi hết rồi đây em ơi. Được nhiều, cũng nhiều lắm này cái nhà. Đây ra lửa cá lồng tôm rồi. Còn lửa đó nữa hả? Thôi còn gỗ nữa kìa. Gỗ cá lồng tôm nè. Còn gỗ nữa chứ lửa nữa. Ôi sắp thấy nặng nặng rồi nha. Khai bẩn ra không? Khai hồi móc bẩn rồi. Chả đủ giường chứ. Làm bỏ vô. Làm gì cũng phải có hậu chứ cái nhà. Làm không hậu chứ đứt hậu luôn rồi. Móc mình đắp thì hậu mình mới thui mình trả. Nghe ghe xuồng vô nước lớn rồi đó anh. Đây có tép non nè. Bạch trắng. Lớn rồi, lớn nhiều rồi. Còn có tấm cát. Lụm con cá hồng thông nữa nè. Cá gầm nhóc ở trên, cá gầm thả lại đi. Con cá gầm mình chỉ mình chiên giòn mình ăn mới được thôi.
Và nó xương á. Xương không à. Giờ anh xả nguyệt khóa cái bẩn ra nha. Xả ra cho chỗ vườn. Với nước lớn chắc em nghĩ chắc cũng vô hay vậy đó anh. Nước lớn chắc vô tới rồi đó. Ừ, bẩn liền mang cho mấy con cá nhỏ nó có thể sống sót, có thể lớn lên được. Bây giờ em xả nguyệt xuống sông tắm luôn nè cả nhà. Nước lớn rồi nè cả nhà. Đang chảy vô. Này chảy cỡ mười mấy 20 phút nữa là hết tát luôn á. Vô mưa. Này chảy 10 phút nữa thì tát xong rồi cho nước vô luôn. Khỏi bắt. Đâu anh, nhiều anh em cho có nhà xem coi. Hồi hộp quá. Nãy xình không có thấy được gì chưa. Quá cả nhà. Wow, đẹp như là cả nhà thấy không. Tôm nè, cá phi nè, lòng tông nè. Cá lóc nữa. Cá sặc nữa. Cá chê. Con cá chê nữa. Cá lòng tông. Nhiều đây cũng trúng rồi nè cả nhà. Này hơn ký đó. Cá với tôm luôn là hơn ký đó. Giờ mình đi về. Rồi bây giờ về đến nhà. Có em bé chó đón rồi cả nhà ơi. Wow. Hay á, nghe tiếng máy mà là ngoảnh ngoảnh đuôi rồi. Ôi, dậy lên thôi. Hôm nay thì tắc mương thì cũng được ít cá tôm cả nhà. Hôm nay thì vợ chồng Tèo đổi món nha. Hôm nay này ăn món nướng. Tôm bự bự không? Thảm này nấu miếng rồi cực kia béo. Chứ hai đi học về đói làm gì nấu miếng dữ vậy. Thường tôm này thì nướng cái này không có cực nấu mà nó cái mình nhúng lửa hơi lâu em đó. Quay cái đuôi vô em, cái đuôi nè thấy làm như còn sống nè, cái đầu là được rồi đó. Ồ. Cái đuôi nó còn xanh đó cái nhà, nhúng lửa lên rồi được, có lửa than rồi là nướng mày không bắt được năm con ốc rồi, mẻ rồi là nào bốn ốc thôi, thả con này đi, con này nhỏ cả nhà. Thôi thả lại đây nè, nó cũng bò lên nè. Ờ, 5 con nữa chia không được, chia bánh lộn rồi. Sắp chín rồi nè con. Mấy con này có thấy chật nè. Ừ, đỏ này nè. Ừ. Cái đầu nó đỏ rồi. Chế thích gạch. Chế thích gạch cho là chế cần có gạch nè. Bữa nữa thì tới hai ngày nghỉ của hai bé cả nhà. Vợ chồng Tèo dự định là dẫn hai bé đi cắm trại một bữa, nhưng mà cắm trại ngoài đồng, tại vì Tèo có hứa với hai bé là khi nào được 10.000 người đăng ký thì Tèo sẽ dẫn hai bé đi cắm trại. Cắm trại cũng như là đi sinh tồn luôn cả nhà. Rồi tại vì không gây công chuyện nhiều quá nên không có đi được. Ừ? Đi thả diều luôn được. Thả diều hả? Thả diều gió này thả được không? Thấy cũng... gió yếu để coi ra, để coi nếu mà bữa đó có gió thì cha làm cho đứa con diều, cha tự làm luôn. Mẹ, con nhớ là hình như là cha hứa là lúc mới ăn 11.000 vậy hả? nhớ dài dữ ha. Tèo hứa là lúc mà Tèo mới bật nút kiếm tiền á cả nhà. Tôm nó khét em ơi, tôm nó khét rồi đó. Khét ngoài vỏ chứ trong. Chính vô nắp ra. Hứa với bé Út mà từ lúc bật nút kiếm tiền tới giờ mà bé Út nhớ. Trời ơi, con còn nhớ ăn bên kia luôn. Vậy đó. Đâu, nhớ dai dữ ha. À,
mong được ăn xúc xích nhiều. Tôm này được em, tôm giữa là được rồi đó. Có mua nhiều. Hai bé bữa đó ăn. Con này được luôn rồi nè, con này được luôn rồi nè. Được rồi đó. Rồi. Rồi em để cá lên đi. Tôm cho hai bé đủ ăn rồi được rồi. Để cá lên. Để ăn cá chê lên luôn em. Cá chê để nướng ăn cũng thơm. Cũng béo. Cá chê trắng đó nha. Rồi ngủ chưa, ăn đi. Ăn đi béo. Lửa quá trời đó nè. Tèo mới sắm cái lò luôn. Cái lò nướng. Rồi con tự lột được không? Con lấy đi, con ngủ. Cái lò nướng này vài bữa đi cắm trại là đem theo được đó em. Em cũng tính rồi đó. Mình sắm mà nữa mình xài luôn. Nhìn lò đẹp quá ha. Vài bữa thì vợ chồng theo cắm trại giữa đồng nha cả nhà. Cắm trại là ở nguyên đêm luôn á. Cho hai bé trải nghiệm đi đi sinh tồn. Thôi hồi đợt trước thì vợ chồng Tèo có đi sinh tồn ngoài cồn một lần nè. Mà đi sinh tồn rồi đó thất thu quá cả nhà. Sinh tồn ngoài cồn cũng vậy chứ khó kiếm đồ ăn hơn trong này. Nước mênh mông. Nước nhiều quá. Ví dụ người ta ghe cào hay này kia, còn ta đóng đáy này kia, nó dễ bắt cá hơn mình. Tại nước mênh mông luôn. Tại mình đi lúc đó cũng nước nhiều ha. Lúc đi lúc đó ngay. Nước rồng á, nước rồng cạn á. Với mình đi lúc đó là ngay nước ương. Yeah. Nước kém mà nó ương á, nó không có cạn. Nó lình xình vậy đó. Rồi ngủ vậy đó, Thảo Huy ăn đi. Cái gì vậy béo? Hôm bữa đi cồn á cha. Con thấy cha bắt cá ít á, mà không nghĩ cha con ăn con thấy ngon. Dạ, yeah, ngon tại đói bụng. Bữa ra thằng bắt mệt á, dưới nắng thôi rồi. Nói chung mệt đó là. Bữa đó ăn món lạ. Dạ. Bữa đó cá kho bằng. Ngon hết rồi cơm luôn. Ai dạ, nãy rồi. Nãy vô cái chén à. Bữa đó còn mấy tiếng luôn. Con lột con bỏ ra đây nè, con lột con để chén để nó rớt vô nó. Nó dính cái da rồi. Lột bỏ vỏ rồi. Lột bỏ dĩa vậy nè. Để bé lột đi. Bé biết lột mà. Con lột bỏ vỏ vô dĩa luôn đi. Bò. Anh ăn đi. Để ăn nướng. Anh ăn đi. Mà cô chú. Chú đốt được tôm. Lọc đi. Cái này nướng nó bị dính đó cả nhà. Sao mà bà cô chú. Hãy con này em tính cho chế mà chưa chỉ ăn cái lá thôi. Yeah. Ốc nướng hay là nước này nè. Thử đi. Trời ơi, cái nè. Chăm thành thánh. Trời ơi, quỳ, nào vô. Chúc mời cả nhà nha. Chúc mừng con trai. Rất là ngon. Nước đậu. Đấy à. Con ăn đi. Con ăn. Miễu nước giặt lên tay cha. Tôm giặt quá trời ha. Này giấy nè. Ăn con trai. Giấy nè Thảo Huy. Cái đầu này gạch anh. Để đi. Cái đầu không? Cái đầu gạch. Để mời cả nhà nha. Vung tay cả nhà. Ăn miếng là nó ngon lắm. Thôi. Để làm ra da con tôm nhỏ nhưng mà hạnh phúc to. Cá này chín. Đừng có miếng gào nha. Ăn nóng hổi luôn. Rồi. Lo ăn quên chở cá chê nó khét luôn này. Cá lóc này được rồi. Cá lóc này cũng thích được rồi. Nướng xèo xèo luôn đó nha. Quét mái hành lên đi. Hình như con này nó thích lộn quá cha. Ồ, quét cho nó cháy. Cháy mà lửa là liền ha. Cái dầu này vô lửa nó cháy. Ông lấy mày lọc cho. Chị đặt hết trời luôn. Muốn rửa không? Chị đặt luôn chết.
Anh bỏ trái cà lên nha mày. Cà này cà gì trái không bự ha. Cà tím. Dạ. Cá không nhận nướng ngọt không? Ngọt, nướng là ngọt. Ăn em giỏ cho. Nè. Đồ đi vào. Cá, cá gõ vàng luôn. Đây. Ăn mấy miếng hồi tiền thấy ngon. Mấy miếng sao bị gì luôn. Cái nhiều không? Cái dạ nhiều. Không ra tàu nó ra cái nè. Nó chơi được em à? Hả? Có chơi được ạ. Lâu lắm rồi, lâu lắm không ăn cá nướng. Nướng liền liền ngon nè. Cái này ngon. Cá lóc nướng gì ngon em. Ừ. Nướng gì ngon quá. Ngon hơn là mình nướng đuôi đó. Nhiều nó hết rồi. Nãy mà cá sạch với cá lồng tông em ốp rồi. Kho. Kho khô. À, có nồi kho khô ăn này. Cá lồng tông kho khô mà. Có hộp giấy không anh? Cho em cái tầm này. Ăn ngoài ốc rồi. Kẹp. Nè tâm này có. Cái này cũng mập quá anh. Ừ. Cái thịt của nó bằng với cái này mà trời ngọt trời nướng rồi quậy quậy với nước chấm ốc kéo bằng ốc kéo nè à, cho con người ta nè. Nướng này mày làm cho nóng á. Mẹ nướng mấy con tôm bự con thì con nướng con tôm bự nướng kho lễ mấy tôm mẹ này ăn giỏ luôn. Tao không nhớ luôn rồi. Đó hả? Chấm đi là khỏi á. Nướng làm nhớ tôm à. Vậy hả? Bây giờ thì gia đình Tèo cũng đã ăn xong bữa cơm rồi. Thì Tèo cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của gia chồng Tèo nha. Cả nhà xem nếu có thích gia chồng Tèo thì cho Tèo xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ để ủng hộ gia chồng Tèo. Bây giờ gia chồng Tèo chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Con chào cô chú.